Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Hôm nay, Thu Hà xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn Có Một Mặt Trời Không Bao Giờ Tắt của tác giả Lê Dương Thể Hạnh. Chương 6 mang tên Đường Tương Lai Rộng Mở. Nhà máy Tân Uyên đã đi vào sản xuất phục vụ cho những đơn hàng đầu tiên. Khi tương đối ổn định về cơ sở vật chất thì cũng là lúc tổng công ty có quyết định thay đổi và bổ sung nhân sự. Anh Wanabi thôi công việc phụ trách mảng gia công ngoài, chuyển hẳn sang quản lý chất lượng thuộc nhà máy Tân Uyên. Anh Kawamoto xin nghỉ việc vì muốn tìm cơ hội phát triển chuyên ngành mà anh đã được học tại Mỹ, quản lý nhà hàng khách sạn. Số lượng người nước ngoài tham gia hỗ trợ sản xuất gia tăng thêm 3 bạn đến từ Trung Quốc là Ghi, Son và Lin. Cơ cấu thông dịch viên trên văn phòng Sài Gòn từ đó cũng có nhiều thay đổi. Chị Hòa giờ làm trợ lý cho anh Ginoia, bạn Nga và bạn Đoan chưa theo chồng nhưng đã bỏ làng gỗ khói bụi đến với những công việc nơi building sang trọng. Mở máy lạnh hết công suất. Đoan Ngân Lượng đi rồi, giờ Lý tiếp quản thùng công quỹ và làm việc nhiều với hai bác cả. Vị trí của chị Trâm cũng được lấp đầy bởi một em mới dễ thương, bé Thuyên, thông thạo tiếng Anh hơn tiếng Nhật. Nhà máy mới khang trang, ngăn nắp sạch sẽ lắm. Mọi hoạt động từ văn phòng đến nhà xưởng đều được quản lý theo nguyên tắc 5S của doanh nghiệp Nhật Bản. Phía sau nơi sản xuất là một khu nhà nội trú được xây dựng kiên cố và trang bị những dụng cụ sinh hoạt khá tiện nghi dành cho chuyên gia nước ngoài và thông dịch viên. Jali, hôm nay chúng ta sẽ đi sắm sửa những vật dụng cần thiết, từ thứ nhỏ nhất đến máy móc thiết bị cho nơi ở của nhân viên dưới nhà máy mới ở Tân Uyên. Cô cần lên danh sách và xác định địa chỉ những chỗ chúng ta sẽ đến theo đúng nhu cầu. Bác Kobayashi chỉ thị. Dạ Lý suy nghĩ, liệt kê những thứ cần mua, kiểm tra thông tin và cuối cùng quyết định sẽ cho bác Kobayashi đi ké thẻ hội viên vào siêu thị Metro. Một xe tải được chuẩn bị để giao hàng cho hóa đơn hơn 30 triệu đồng với số lượng hơi bị hoành tráng. Nào TV, nào quạt máy, nào bình siêu tốc, đến những món nhỏ hơn như rổ đựng tài liệu, thùng rác, đèn pin, v.v. Kết thúc chuyến mua sắm tại Metro, Lý trở thành khách hàng VIP của Metro với lời mời làm thẻ hội viên cho toàn thể chị em và được bác tổng khen vì siêu thị đã giao hàng miễn phí từ Sài Gòn về Tân Uyên. Lý hôm nay không chỉ đi trên lối mòn quen thuộc xe buýt vẫn thường đón từ chùa Nghệ Sĩ Gò Vấp sang chợ Hiệp Thành, quận 12, mà con đường ấy đang nối dài, trải rộng và rực rỡ nắng vàng. Mới hơn 5 giờ chiều, nhưng Lý đã về. Thấy lạ, mẹ Lý hỏi, hôm nay không họp hay sao mà thong thả vậy? Lúc sáng mẹ thấy con vội vội vàng vàng vì sợ trễ, chào đầu ngày, cùng với bác tổng mà. Con về sớm chuẩn bị tí để đi ăn tối với hai bác lớn là bác Kobayashi và bác Nimura ở nhà hàng hải sản Ngọc Sương trên quận 3, theo lời mời của nhà cung ứng gỗ cao su. Lý vừa trả lời mẹ vừa mở tủ, ướm thử mấy bộ đồ dạo phố đã lâu không diện. Vậy là không tham gia đêm nhạc của thần tượng Đàm Vĩnh Hưng ở phòng trà Em và Tôi được hả? Hình như chị Tư đã đặt chỗ. Mẹ Lý hỏi. Con bận mất rồi, nhưng không sao, để con nói chị Tư cứ quy ra tiền nếu có ý muốn chiêu đãi, ha ha, Lý cười lớn. Lý chuẩn bị xong, một cái váy lửng ngang gối màu hồng, điểm hoa tím, một chiếc sơ mi kiểu cũng màu hồng. Khuôn mặt rạng rỡ, trang điểm nhẹ nhàng, tóc cột cao, để lộ cái cổ ba ngấn thanh tú. Ba chở con qua nhà Quang Trung tí, con đến đó, rồi đi chung xe công ty với sếp. Lý đi xuống cầu thang và nói, ở đâu lận con? Ba Lý đọc báo ngẩng lên hỏi. Dạ gần đây thôi, xa hơn chợ Hạnh Thông Tây có tí xíu à ba? Lý vừa mang giày vừa đáp. Nhà Quang Trung là một ngôi nhà rộng, khang trang nằm ngay đoạn đẹp nhất của đường Quang Trung, Gò Vấp. Xung quanh nhà là không gian thiên nhiên với mảng cỏ xanh thơ mộng, dàn hoa giấy và một vài cây cảnh được cắt tỉa công phu. Lên bậc thềm vào nhà sẽ cảm nhận ngay một phong cách rất riêng với bức tranh lớn vẽ khung cảnh tổng công ty bên Nhật. Tấm bảng to treo tại vị trí bắt mắt để ghi chú lịch làm việc của bác tổng và các chuyên gia Nhật. Đây là nơi ở
mà nhà máy Satimex ưu ái dành riêng cho nhân viên của công ty Lý và khách hàng Nhật bao năm nay. Ngôi nhà này không đơn giản là một địa điểm để cư trú, một chốn đi về thân thương của những người nước ngoài xa quê vì công việc, mà đây còn là minh chứng cho một mối quan hệ tốt đẹp, tồn tại vượt thời gian, ngôn ngữ và đại dương. Ra mở cửa, chị Tám đòn đà. Và chờ tí đi em, mà tối nay đi đâu vậy? À, em và các bác đi ăn cơm khách. Em chỉ báo là bác Tổng không ăn cơm chiều chứ chưa nói rõ nguyên nhân. Lý đáp. Chị Tám là một phụ nữ hiền lành, chất phác, trên dưới 50 tuổi. Chị gắn bó với ngôi nhà này trong vai trò quản gia đã gần 10 năm nay. Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ là chị. Cơm nước cho bác Tổng và nhân viên khách hàng từ Nhật sang cũng chị. Mà đối ngoại với địa phương về tình hình tạm trú của các bác cũng là chị luôn. Nói chung, mọi người được sinh hoạt trong một môi trường thoải mái, sạch sẽ, cơm ngon, canh ngọt sau những giờ phút căng thẳng vì công việc là nhờ hai bàn tay chăm chỉ của chị. Bác Tổng xuống rồi, anh Trung chở bác Nimura đến và bấm chuông gọi cửa. Chiếc Suzuki màu xám bạc thanh nhã hòa vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường. Nhà hàng Ngọc Sương chật kín người, anh Lũy đã đặt bàn và ngồi đợi sẵn. Bởi những vị khách hôm nay không chỉ là đối tác quan trọng trong kinh doanh mà còn thấp thoáng mẫu hình lý tưởng anh đang tìm. Anh Lũy khoảng 40 tuổi, là Việt Kiều Úc, một doanh nhân thành đạt mải loay hoay với công danh sự nghiệp nên bỏ quên hạnh phúc riêng tư. Câu chuyện kinh doanh diễn ra khá trôi chảy giữa hai người Nhật yêu công việc, một người Việt tôn trọng đối tác và một cô thông dịch viên hài hước giỏi pha trò. Lý ơi, tối thứ bảy này có chương trình ca nhạc Trịnh tại phòng trà Đồng Giao. Anh cho tài xế qua đón em đi thư giãn cuối tuần nhé. Anh Lũy mời. Xin lỗi anh nha, hôm đó em có hẹn chở phụ huynh nữ đi Copmart sắm đồ khuyến mãi. Mà mềm đọc báo, lên danh sách những món cần mua và đặt chỗ trước anh rồi. Làm nhân vật quan trọng, người này hẹn, người kia hò, mệt ghê. Lý từ chối khéo. ASEAN Summit, sự kiện quan trọng hàng năm sắp diễn ra. Tổng công ty bên Nhật liên tục gửi văn bản mang nội dung về chính sách nội bộ, những mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước, rồi những điều khoản cần quy định rõ ràng hợp tác sản xuất giữa công ty và nhà máy Satimex. Bao nhiêu là việc, Lý chạy lên chạy xuống như con thoi, hết dịch viết rồi lại dịch nói. Phái đoàn qua Việt Nam năm nay khá hùng hậu, gồm 5 người Nhật là các thành viên có liên quan với văn phòng đại diện ở Việt Nam. Bác Koba Iasi, cháu trai của bác Tổng, phụ trách kinh doanh, chị Yoko, con gái của bác Tổng, giám đốc công ty nhánh Tokushima, anh Matsubara, ông xã chị Yoko, cô Fuzuna, quản lý hợp đồng, một người Nhật trẻ chịu trách nhiệm về thủ tục MLC, đến từ Singapore là anh Suiuki cùng 3 bạn nhân viên người Trung Quốc là Lon, Ki và Sun. Và 3 bạn nữa đang nội trú tại nhà máy Tân Uyên là Ghi, Son và Lin tham gia đông đủ. Tất cả tập trung nơi đây, trao đổi, hội thoại bằng một thứ ngôn ngữ trung gian là tiếng Nhật và bàn bạc thảo luận những phương pháp tốt nhất để khai thác nguồn tài nguyên được mệnh danh là rừng vàng biển bạc của chúng ta. Kết thúc ASEAN Summit, bác Koba Iasi phấn khởi lắm. Năm nay, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, đơn hàng phong phú, tìm được nguồn nguyên liệu rẻ, quan hệ trong ngoài đều vui vẻ, trọn vẹn, bác nói. Đầu năm nay sẽ sắp xếp cho Gia Ly một chuyến công tác ngắn hạn sang Nhật để thăm tổng công ty, đồng thời học tập thêm kinh nghiệm trong ngành gỗ. Cảm ơn bác nha, còn học tiếng Nhật, làm việc với người Nhật, tổng cộng cũng 9 năm rồi mà chỉ biết nước Nhật trên sách vở. Nếu thật sự có cơ hội qua đó một lần thì còn gì bằng. Lý vui mừng ra mặt. Đang dịch giang dở mớ tài liệu vừa nhận được từ khách hàng, Lý có điện thoại. Anh Kawamoto đây, em có khỏe không? Công việc của em dạo này thế nào? Đầu dây bên kia vang lên giọng nam người Nhật khá quen thuộc. À, anh Kawamoto đó hả? Em vẫn khỏe, ăn ngủ, tiêu hóa tốt. Anh dạo này thế nào? Có gì mới không anh? Lý hỏi. Anh có một kế hoạch kinh doanh muốn thảo luận với em. Cuối tuần này gặp nhau tại nhà hàng Nhật Sushi trên đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất nhé. Anh Kawamoto đề nghị. Ok, 7 giờ tối thứ bảy tuần này em sẽ có mặt. Không say không về nha huynh. Lý đàm thoại lưu loát bằng tiếng Nhật.
Dạo này, Lý hay bận đột xuất vào cuối tuần nên Lợi đâm ra lo lắng vu vơ. Biết vậy nên cô hẹn anh trở ra quận nhất để gặp anh Kawamoto, nhà hàng sushi toàn khách Nhật, nhân viên phục vụ trong chiếc Iukata của Nhật Bản. Hai anh em gọi một vài món đồ ăn tối và chuyện trò vui vẻ. Lý nhìn món sushi vừa được mang đến và tự nhủ thầm. Hèn chi thiên hạ vẫn kháo nhau rằng người Nhật ăn bằng mắt, màu hồng của cá hồi, màu đỏ cam của cà rốt, màu trắng tinh của gạo, tất cả được cuốn tròn lại và bao bọc bởi màu xanh tươi thắm của rong biển và wasabi ăn kèm thì đựng trong hai cái chén sứ nhỏ nhỏ dễ thương. Và rồi câu chuyện kinh doanh bắt đầu khi anh Kawamoto nói anh đã sống ở Việt Nam hơn 3 năm và đang tìm hiểu về ẩm thực Nhật Bản tại Việt Nam qua các công việc đầu bếp cho một quán ăn Nhật. Hiện tại, anh có ý định mở một nhà hàng chuyên phục vụ những món truyền thống Nhật Bản. Nhưng anh là người mang quốc tịch nước ngoài, không thể tự mình đứng tên để thành lập cơ sở kinh doanh tại Việt Nam. Vì vậy, anh dự định bỏ vốn đầu tư một nhà hàng và nhờ em đứng tên chủ sở hữu. Anh Kawamoto nghiêm túc trình bày. Lý thoáng bất ngờ, im lặng một lúc lâu, cô đáp. Như anh cũng biết, công việc hiện tại của em rất bận và lại em có kế hoạch kết hôn trong năm nay nên không thể giúp anh được. Tính em hơi cầu toàn, đã nhận trách nhiệm mà làm không tốt thì em áy náy lắm, mong anh hiểu cho em. Lý nói thật lòng. Thực tế rằng, nếu kế hoạch của anh không liên quan đến tiền bạc, tài sản, Lý sẽ gật đầu ngay, chẳng nề hà bất cứ khó khăn gì. Nhưng đằng này lại là một vấn đề nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm cho hai người đàn ông mà Lý tôn trọng. Vì vậy, một lời từ chối chân thành có lẽ sẽ là giải pháp tốt nhất đối với cô trong trường hợp này. 9 giờ rồi, Lợi có mặt đúng giờ để đón người yêu. Anh Kawamoto tiễn Lý về và nhìn theo dáng cô khuất dần vào dòng người tấp nập. Sáng nay Lý dậy sớm, điệu hơn mọi ngày, cô không mặc đồng phục, diện sơ mi kiểu, váy văn phòng thẳng thớm, lại còn trang điểm nhẹ nhàng. Bao năm lùi xùi với khói bụi, chỉ một chút thay đổi mà ba Lý ngạc nhiên. Sao lại đi chơi giờ này, út, đẹp gái ghê ta. Dạ, con ra khách sạn Continental ở gần nhà hát thành phố để dự đại hội cổ đông của tổng công ty Savimex, là công ty mẹ của nhà máy Satimex đó ba. Lý vừa mang giày vừa đáp. Đi làm bình thường trang điểm một tí vậy cũng được mà út. Bà Nguyệt nhìn đứa con gái vẻ tự hào. Lý không đẹp rực rỡ như hoa hồng, nhưng mang một nét gì đó dễ thương, nhí nhảnh với làn da trắng ngần, hai lúm đồng tiền, cái miệng chúm chím cùng một đôi mắt nhỏ xíu giống con gái Nhật. Lý đi bộ ra đầu hẻm, leo lên xe buýt và chi hẳn 2.000 đồng Việt Nam để đi một mạch đến công ty. Bởi với cô, cái hào nhoáng bên ngoài như xe đắt tiền, điện thoại thời trang không phải là điều tối quan trọng. Tới chợ ở Hiệp Thành mua một gói xôi, tí nữa vừa ngồi xe ra khách sạn vừa ăn. Lý nhủ thầm và xuống xe tiến về phía chợ. Không khí mua bán ban sớm nhộn nhịp ghê.